Chào tất cả anh em, hôm nay mình mới về được con Dubon Line 2 dòng C. Dòng này là Biro Diamond Head. Coi như là dòng này là cái tiếng chuông nó cải tiến rất là hay. Cái này đợt trước mình có bán một con rồi mà rất lâu lắm rồi, cũng phải nửa năm rồi giờ mới có hàng lại. Tình trạng đi full nút nha. Mã Palladium vân kim cương nhỏ. Cái dòng này nó ra khoảng giữa giữa năm 2019, nó khác mà, nó giống kích thước này bằng nhưng mà nó hơi khác chút xíu về cái phần đít, phần đáy nó hơi khác chút xíu. Mình quay chi tiết nữa, mình nói tới phần đít sau nha. Này hàng new thì nói chung nó cũng không có gì, không có bị trầy xước gì hết mới tinh. Này khác biệt của nó là cái phần đít của nó này, phần đáy nó cái mộc của nó cũng khác nè. Hai cái nắp bên chỉnh ga lớn nhỏ với bên bơm nó làm nhỏ hơn, không khó ngoài. Cái dòng này thì cái nắp đít nó là mình bơm trực tiếp luôn, không có qua đầu bơm. Theo hướng dẫn của hãng thì nó xài ga đỏ, hãng là chai ga đỏ, ga đời mới sau này chứ không phải chai ga đỏ của Dubon Line 1 đâu nha. Mở ra cho anh em xem, bữa trước mình có làm mấy cái kia rồi nhưng mà thôi con này cũng ráng làm cho anh em xem kỹ. Cái bơm của nó, nó không có, mình bơm chai ga đen trực tiếp vô luôn, cái đít nó để nút mà đỏ. Cái con đời mới này thì dòng này thì nó tiếng nó cực kỳ hay, con nào về tiếng cũng hay đó, chứ không phải riêng lần đầu nó. Thì giờ nó cải tiến là nó xài cái ngọn lửa, là nó kêu là lửa chống tắt, ngọn lửa nó mập, đúng không? Ngọn lửa nó mập ú à. Tiếng rất là hay, rất là thanh. Rồi, mình kết thúc video ở đây. Chào tạm biệt anh em, hẹn gặp lại anh em vào những video sau. Bye bye.